Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Vũ Đại Dương. Hôm nay là thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018. Anh Nguyễn Minh Mừng được setup một chiếc vang số có tên là Shiso T1080 Plus. Đây là phiên bản mới nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, bởi vì nó sẽ làm tốt được các nhiệm vụ sau: thứ nhất tiếng nhạc, thứ hai dòng ca, thứ ba là nó sẽ tự rút phần mềm ấn nút vào một và nút music đồng lúc. Và chiếc vang này anh Nguyễn set cho bác Đỗ Đức Thanh, có địa chỉ Kiên Giang. Xin phép là không được đọc số điện thoại. Thì cái vang này anh Nguyễn sẽ là bác với 4 chế độ: 1 là Eco Reverb, 2 là Reverb, 3 là Eco và 4 là nghe nhạc. Thì bác yêu cầu là set với chiếc mic xua và loa 30 chiếc giấy. Anh Nguyễn làm đúng công lên như vậy. Và đây mic đã để cho em này. Và em để mức độ khởi động Eco 80, mic 50 và Reverb là 60. Đây là những cái thông số anh Nguyễn để. Bây giờ chiếc vang này thì nó quá kỳ diệu rồi, nó gọi vang vua rồi. Tức là một chiếc vang hay, setup hay, mic hay, đẩy hay, loa chưa hay lắm, hát hay, nói hay, chế tạo lên một tác phẩm âm thanh có lẽ là rung động đến trái tim của mọi người. Một ca khúc rất nổi tiếng Vùng Lá Bay được ca sĩ Đại Trung Nguyễn thể hiện trên chiếc vang này. Anh Nguyễn mời các cùng nghe. Đường
còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau nhưng kỷ niệm xin vẫy chào, cùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thường nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biên khơi. Em cố quên đi thường nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biên khơi. Why? Xin cảm ơn chị Quyên.